Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Giáo Hoàng, đại dịch COVID-19 là phản ứng của thiên nhiên. Sự bùng phát của virus corona là một trong những phản ứng của thiên nhiên đối với loài người khi phớt lờ cuộc khủng hoảng sinh thái. Giáo Hoàng Francis nói, chúng ta đã không phản ứng với những thảm họa cục bộ. Giờ đây ai nói về các đám cháy rừng ở Úc, ai nhớ rằng 18 tháng trước, một con thuyền có thể vượt qua Bắc Cực vì các sông băng đã tan chảy. Giờ đây ai nói về lũ lụt. Đức Giáo Hoàng nói trong cuộc trả lời phỏng vấn qua email với nhà báo Anh Austin Ivery. Thông tin được đăng trên tạp chí Tablet and Commonwealth ngày hôm nay. Tôi không biết liệu đây có phải sự trả thù của thiên nhiên hay không, nhưng chúng chắc chắn là phản ứng của thiên nhiên. Giáo Hoàng Francis cũng nói rằng ông đang hồi phục sau khi bị viêm phế quản và sẽ cầu nguyện nhiều hơn từ nơi ở của mình tại Vatican trong khoảng thời gian này. Đức Giáo Hoàng cũng tiết lộ mình đi xưng tội vào mỗi thứ ba hàng tuần để cầu xin sự tha thứ cho sự ích kỷ của bản thân. Tôi nâng đỡ mọi thứ ở đó, ông nói. Chia sẻ tiếp về đại dịch, Đức Francis nói rằng người vô gia cư nên được cách ly trong khách sạn, chứ không phải ở bãi đậu xe. Giáo Hoàng đang nói về vụ người vô gia cư ở Las Vegas bị cách ly trong bãi đậu xe trong khi các khách sạn thì bỏ trống. Đây là khoảnh khắc để thấy người nghèo, những người mà xã hội thường đối xử như động vật được giải cứu. Đồng thời, Giáo Hoàng cũng cảnh báo chống lại sự trỗi dậy của các chính trị gia chỉ tập trung vào nền kinh tế. Ông khuyến khích người dân hãy ở trong nhà, tìm ra những cách sáng tạo và chăm sóc bản thân vì một tương lai sắp tới. Bảo Linh theo CNN. Ha ha ha, 问什么的说呵。